Công an lấy mẫu ADN con trai mới sinh của bé gái bị hàng xóm làm bậy để giám định. Nghi án con trai tấn công khiến cha ruột tử vong ở Hóc Môn. Sau 4 ngày mất tích, cô gái ở Thanh Hóa được phát hiện nổi trên sông Trù. Đã bắt được nghi phạm táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ bé gái sinh năm 2012, học sinh lớp 6 ở Hà Nội, mang thai 38 tuần đang được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian vừa qua. Cho đến chiều ngày 17 tháng 4, bé gái đã sinh con trai nặng 3kg tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời lấy mẫu ADN của bé trai mới sinh để tiến hành xét nghiệm phục vụ công tác điều tra. Theo đó, Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Việc bé gái sinh năm 2012 nghi bị làm cho đổi bại, có thai phải sinh mổ. Ngoài ra, cơ quan công an cũng ra quyết định ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm trong vụ án. Tuy nhiên, danh tính của đối tượng chưa được công an công bố. Tối ngày 17 tháng 4, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã lấy mẫu ADN con vừa sinh của bé gái DTNL để tiến hành xét nghiệm phục vụ cho công tác điều tra. Theo thông tin từ gia đình cháu L, chiều cùng ngày, cháu đã sinh bé trai nặng 3kg, sức khỏe hai mẹ con ổn định. Trước đó, ông DNA trú tại Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết con gái của mình bị một đối tượng làm trò đổi bại tới mức có thai. Điều đáng nói, theo ông A, người thực hiện hành vi trên đến nay vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù gia đình đã gửi đơn tố giác. Theo ông A, con gái của ông là cháu DTNL, sinh ngày 16 tháng 3 năm 2012, hiện học lớp 6, bị một đối tượng làm bậy dẫn tới có bầu. Vào ngày 6 tháng 1 2024, ông A nhận thấy con gái có biểu hiện bất thường, bụng to hơn bình thường nên đã kiểm tra và phát hiện con có thai. Ông A đã đưa con đến công an xã Tam Hiệp, Thanh Trì để trình báo sự việc và đã được cán bộ công an huyện lấy lời khai. Chiều cùng ngày, cơ quan công an triệu tập một người đàn ông gần nhà của gia đình ông DNA lên lấy lời khai, tuy nhiên người này không thừa nhận. Qua lời kể của cháu L, cháu bị đối tượng quan hệ rất nhiều lần, không chỉ ở nhà mà còn tại nhà của đối tượng vào những thời điểm mọi người đi vắng. Cũng theo ông A, khi gia đình phát hiện ra sự việc và cho cháu bé đi khám, thì thai nhi đã được 6 tháng tuổi. Như vậy, thời điểm bị làm bậy, con gái ông mới chỉ 11 tuổi. Cho tới hiện tại, nghi phạm duy nhất của vụ án không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng dưới sự điều tra của cơ quan công an cùng với việc xét nghiệm ADN, đối tượng thật sự dở trò đổi bại với cháu L sẽ được đưa ra ánh sáng. Và mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video sau. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, người dân trên đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh không khỏi kinh hãi khi phát hiện một vụ án mạng tại căn nhà trong hẻm nhỏ. Người cha được phát hiện tử vong ở tầng trệt sau khi xô xát với con trai. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 17 tháng 4, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an xã Tân Xuân lập hồ sơ vụ người đàn ông tử vong sau khi xô xát với con trai. Trước đó, khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, người dân ở con hẻm trên đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn nghe thấy người to tiếng tại căn nhà nên chạy tới. Nhiều người trông thấy người đàn ông tên LDQ hơn 50 tuổi tử vong ở tầng trệt căn nhà. Gần đó là người con trai tên LAQ chừng 20 tuổi, con ruột ông Quy. Công an xã Tân Xuân sau đó phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đưa LAQ về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Theo người dân, hai cha con ông Quy sống ở căn nhà này đã lâu. LAQ được cho là trong khi mâu thuẫn, xô xát với cha đã xuống tay khiến ông tử vong. LAQ cũng gọi điện thông báo vụ việc cho Công an xã Tân Xuân. Đến khoảng 15 giờ chiều, ông Quy được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Hiện Công an xã Tân Xuân đang lập hồ sơ, bàn giao nghi can cho Công an huyện Hóc Môn để điều tra theo thẩm quyền. Cách đây vài ngày trước, gia đình một nữ kế toán ở Thanh Hóa thông báo tìm kiếm người nhà mất tích. Cô gái được cho là đi sang huyện bên chơi từ ngày 14 tháng 4, nhưng đến tối muộn gia đình vẫn không liên lạc được. Cho tới chiều ngày 17 tháng 4, nữ kế toán xấu số được phát hiện đã tử vong, nổi trên sông Trù. Sáng ngày 18 tháng 4, thông tin từ Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận nữ kế toán mất tích nhiều ngày, quê huyện Ngọc Lặc, vừa được phát hiện nổi trên sông Trù, đoạn qua địa bàn thị trấn. Trước đó, ngày 14 tháng 4, chị DTN sinh năm 1992, ngụ thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, sang bản Mạ, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân để chơi, nhưng đến tối không thấy về nhà, gia đình đã tìm cách liên lạc nhưng không được.
Đến khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 4, người dân phát hiện xe máy của chị N bên vệ đường tỉnh lộ 519 giáp với bờ sông Chu, đoạn qua khu phố Tiến Sơn 1, thị trấn Thường Xuân. Nắm bắt được sự việc, lực lượng chức năng huyện Thường Xuân đã phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy chị N. Đến khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 4, người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện chị N nổi trên sông Chu, cách nơi phát hiện xe máy gần 1 km. Được biết, chị DTN hiện đang là kế toán trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, chưa lập gia đình và vẫn đi làm bình thường trước khi gặp nạn. Hiện nay, tội phạm, trộm, cướp tiệm vàng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, lợi dụng lúc chủ tiệm không chú ý, liền sẵn sàng ra tay hành động nhanh như chớp. Tối ngày 17 tháng 4 cũng xảy ra một vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh. Hung thủ bỏ trốn ngay sau đó nhưng rất nhanh đã bị công an tóm gọn. Sáng ngày 18 tháng 4, công an Hà Tĩnh cho biết nghi phạm dùng búa gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn vào tối ngày 17 tháng 4 đã bị bắt giữ khi đang trên đường điều khiển ô tô tàu thoát đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cách địa điểm xảy ra vụ cướp hàng chục km. Hiện nghi phạm đối mặt cáo buộc với tội danh cướp tài sản, tuy nhiên lực lượng chức năng chưa cung cấp danh tính cũng như động cơ gây án của đối tượng. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17 tháng 4 tại tiệm vàng Kim Sơn Hiền số 50 Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Lúc này, lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm vàng, một người đàn ông mặc quần dài màu xanh, áo sơ mi trắng, đầu bịt kín, điều khiển ô tô chừa gió biển kiểm soát dừng trước cửa tiệm, cầm búa đi vào rồi bất ngờ đập vỡ kính, lấy đi một số vàng và bỏ chạy. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng nên chủ tiệm vàng chỉ kịp hô hoán. Tuy nhiên, nam thanh niên đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Tất cả diễn biến của vụ cướp táo tợn nói trên diễn ra trong vòng 5-6 giây và đã được camera an ninh của tiệm vàng ghi lại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng. Hiện vẫn chưa rõ số lượng trang sức bị cướp. Vào khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 4, một chiếc xe khách dừng nằm đang đi theo hành trình từ tỉnh Sóc Trăng đến thành phố Hồ Chí Minh. Khi lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua xã Bình Cang, huyện Thủ Thừa thì bỗng dưng bị cháy. Thấy lửa bùng phát, tài xế đã dừng xe vào làn đường khẩn cấp và hô hoán gần 20 hành khách nhanh chóng xuống xe. Tại đây, tài xế sử dụng bình chữa cháy dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội và nhanh chóng cháy lan. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc xe đã bị cháy chỉ còn trơ lại khung. Vụ cháy xe khách đã làm đoạn đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương bên làn đường hướng về thành phố Hồ Chí Minh bị ùn tắc cục bộ. Hiện vụ cháy đang được xác minh, điều tra làm rõ. Đối tượng bị bắt là Lò Văn Phát, sinh năm 1963, trú tại xã Triềng Khong, huyện Sông Mã. Tăng vật thu giữ gồm 6.510 viên ma túy tổng hợp với số lượng 716,9 gram, một xe máy, một điện thoại di động, một con dao. Tại cơ quan công an, đối tượng Phát khai nhận đã mua số ma túy trên của Sông A Hồng với giá 20 triệu đồng. Khi Phát mang số ma túy trên đến khu vực tổ 6, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La để tiêu thụ, thì bị cơ quan công an bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sổng A Hồng, sinh năm 1992, trú tại xã Mường Hùng, huyện Sông Mã, là đồng phạm của đối tượng Phát. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Đêm ngày 16 tháng 4, tổ công tác C5 thuộc lực lượng 911 công an thành phố Đà Nẵng đi tuần tra trên khu vực quận Liên Chiểu. Trong quá trình tuần tra, lực lượng đã phát hiện hai người điều khiển xe gắn máy trên đường Tôn Đức Thắng có dấu hiệu đáng ngờ nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Hai người sau đó được đưa về công an phường Hòa Khánh Nam để khai thác thông tin. Trong đó, đối tượng TNA, sinh năm 2003, quê Thừa Thiên Huế thừa nhận trước đó mấy ngày có sử dụng ma túy. Tuy nhiên, đối tượng này tìm mọi cách để không test ma túy với lý do không mắc đi vệ sinh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 giờ khai thác, đối tượng đã chịu test ma túy. Kết quả cho thấy dương tính với ma túy ketamin. Ngoài ra, xe đối tượng không có gương chiếu hậu và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổ công tác C5 đã bàn giao lại đối tượng cho công an phường Hòa Khánh Nam tiếp nhận và xử lý vụ việc. Tại khoản 6, điều 5, Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Cụ thể, chế tài xử phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông theo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với quyết tâm hình thành văn hóa đã uống rượu bia, không lái xe trong quần chúng nhân dân. Đối với hành vi đối phó với lực lượng chức năng như xuống xe, dắt bộ xe mô tô qua chốt kiểm soát nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Dự án xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 405 tỷ đồng, tọa lạc tại phường Trưng Vương. Công trình khởi công từ cuối tháng 6 năm 2023 trên tổng diện tích hơn 14.000m2. Sau gần một năm thi công, đến nay hình hài trụ sở khối các cơ quan tỉnh đã dần lộ diện. Các đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng từ tầng 5 đến tầng 8. Trên công trường, hàng trăm công nhân đang đẩy nhanh tiến độ, thi công lắp ghép cốt pha dầm sàn. Theo thiết kế, công trình sẽ có 3 khối nhà cao từ 7 đến 15 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ được kết nối với khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, đến nay, dự án xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh vẫn đảm bảo đúng tiến độ, phấn đấu vượt tiến độ đề ra. Dự kiến công trình hoàn thành vào cuối năm 2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.